rồi biết cách đón dòng tiền, để tiền đẻ ra tài sản, kẻ nghiệp dư mới phải kiếm tiền. Nếu vẫn đang phải lăn lộn từng ngày với nguồn thu nhập ít ỏi và bế tắc không hiểu vì sao tiền bạc cứ chạy trốn bản thân, hãy đọc bài viết này. Không quá khi nói rằng ngày nay cả xã hội đều chạy theo đồng tiền. Tuy nhiên, với cùng một mục đích kiếm tiền, nhiều người tỏ ra rất tức thời và hiệu quả, trong khi những người khác lại rất chật vật và bế tắc. Trong hoàn cảnh này, chính cách nghĩ, cách hành động tạo nên sự khác biệt lớn lao giữa hai nhóm người tất nhiên việc kiếm tiền chưa bao giờ là dễ dàng nhưng hãy học theo tư duy thái độ và hành động khác biệt của người giỏi như dưới đây một những người nghiệp dư chỉ tập trung vào việc kiếm tiền những người chưa có nhiều kinh nghiệm thường chỉ biết tập trung vào số tiền họ kiếm nhiều năm về trước điều này là đúng đắn nhưng hiện nay các quy luật tài chính đều đã và đang không ngừng thay đổi ngày nay kiếm được hàng tỷ đồng cũng không có nghĩa lý gì nếu phải đóng tới hàng trăm triệu tiền thuế hay phải dành tiền cho vô vàn những khoản chi tiêu bất hợp lý tất nhiên nộp thuế là nghĩa vụ của mọi công dân vì lợi ích của chính họ nhưng rõ ràng số tiền cần kiếm được sẽ phải tăng thêm nhiều lần để bù cho khoản thuế cố định đối mặt với điều đó người bình thường chỉ biết tập trung vào thu nhập trong khi đó những người giỏi tập trung vào sự tự do và đa dạng các phương án họ có khả năng nhận ra khi nào thời thế thay đổi và khi các quy luật thay đổi họ sẽ điều chỉnh chiến lược của mình đừng chỉ chăm chăm vào số tiền bạn đang kiếm được hãy nhìn rộng hơn để nắm bắt tình hình và có sách lược ứng phó phù hợp với từng bối cảnh mới làm chủ cuộc chơi và tiền bạc sẽ tự tìm đến bạn hai để chơi lớn phải bắt đầu lớn bắt đầu lớn không có nghĩa là bắt đầu với số tiền lớn thay vào đó nó có nghĩa là bắt đầu ở nơi có tiềm năng và phổ cập để làm nền tảng phát triển mạnh mẽ sau này để mở rộng quy mô một mô hình kinh doanh nhỏ không dễ dàng gì người bình thường sẽ chia nhỏ nó trước và sau đó dần dần xây dựng lại thành thứ lớn lao hơn nhưng nếu bạn có ý định bắt đầu tại sao không bắt đầu trực tiếp với tiềm năng lớn như những người giỏi thường làm trong một cuộc chơi tài chính ta thường bắt gặp những nhóm người cụ thể họ bao gồm nhân viên tư nhân doanh nghiệp cá nhân và nhà đầu tư tư duy của người giỏi hướng về vị trí doanh nghiệp và nhà đầu tư trong khi tư duy của người bình thường chỉ giới hạn ở vị trí làm thuê và tư nhân hãy học theo người giỏi bởi chỉ có nghĩ lớn mới làm được việc lớn ba những người giỏi chỉ việc lấy tiền trong tầm tay trong khi người bình thường cố gắng làm ra tiền, người giỏi sẽ xác định xem tiền ở đâu. Ở mọi quốc gia và trong mọi ngành kinh tế, các dòng tiền luôn trôi chảy. Người giỏi biết cách đưa ra cái nhìn khái quát và định hình mô hình chung của các dòng tiền này. Đi ngược lại mô hình chung có thể mang lại lợi nhuận lớn, nhưng cũng nhiều rủi ro, đòi hỏi bản lĩnh thực sự kiên cường. Nhiều người giỏi chọn cách dễ dàng hơn, họ bắt nhịp với dòng tiền và có mặt đúng lúc để đón dòng tiền tới trong khi người bình thường chỉ biết vùi đầu vào làm việc và chỉ biết than thở rằng chẳng thể tìm đâu ra tiền bốn. Suy nghĩ khác nhau, kết quả khác nhau. Cuối cùng, tư duy là thứ nắm giữ vai trò quyết định trong việc kiếm tiền nói riêng, trong mọi thành bại của cuộc sống nói chung. Ví dụ, nếu bạn muốn tự do tài chính, đừng tư duy ở vị trí tư nhân. Kể cả có phải bắt đầu như vậy, cũng cần tư duy rộng mở và hướng vào vị trí kinh doanh hoặc nhà đầu tư như đã nêu ở trên. Tư duy quyết định hành động, và chỉ khi tư duy rồi hành động như một nhà đầu tư. Cách mà người giỏi vẫn làm, ta mới trở thành một nhà đầu tư thực thụ. Tư duy chính là sự khác biệt lớn nhất giữa người giỏi và người bình thường. Hãy ngừng suy nghĩ về thu nhập hàng ngày, hàng tháng. Ám ảnh về thu nhập chính là thứ giới hạn tư duy của bản thân. Hãy nghĩ đến việc có tiền và có quyền tự do làm những gì mình muốn. Muốn trở thành người giỏi, trước tiên cần học cách nghĩ của họ. Lời kết, những người nghiệp dư, những người bình thường chỉ biết tập trung vào việc tạo ra thu nhập, nhưng những người chuyên nghiệp biết cách để tiền đẻ ra tiền. Chỉ một thay đổi nhỏ trong lối tư duy cũng đủ biến một người từ nghiệp dư thành chuyên nghiệp và ngược lại, hãy thay đổi cách nghĩ và cuộc sống cũng sẽ thay đổi. Triết lý làm giàu của người Do Thái từ con số 0, một con tôm không thể lớn lên nếu chấp nhận sống trong một chiếc vỏ, đống rác cũng có thể đào ra vàng. Không phải tự nhiên người Do Thái có những người dẫn đầu, bí quyết của họ nằm ở việc dám làm những điều người thường chưa từng nghĩ tới. Ước tính chỉ có khoảng 15 triệu người Do Thái trên thế giới, nhưng họ là những người tạo nên phần lớn tầng lớp ưu tú. Đại học Harvard, Đại học Yale và các trường thuộc liên đoàn Ivy có tỷ lệ người do thái lớn hơn cả. Trong top 40 người giàu nhất của danh sách Forbes, 18 người trong số họ là người do thái, chiếm 45%. Ngoài ra còn có một số nhân vật nổi tiếng cũng là người Do Thái, chẳng hạn như Bill Gates, Buffett, Cha Berlin, Rockefeller. Kể từ khi giải Nobel được thành lập, người Do Thái giành được nhiều giải thưởng nhất, với 20% giải hóa học. 25% giải vật lý, 27% giải thưởng y học và gần 50% giải thưởng kinh tế. Đằng sau những thành công đó là bí quyết được nhiều thế hệ người do thái tiếp giữ và truyền nối suốt nhiều đời một. Kiên nhẫn, nhiều người đang thắc mắc tại, sao người do thái kinh doanh giỏi đến vậy và họ đã làm giàu như thế nào? Làm thế nào để đi lên từ con số 0? Một nhà thông thái từng nói, chúng tôi không chỉ tin vào Chúa mà còn vô cùng ngưỡng mộ một sinh vật, con tôm hùm. Nó là một loài nhuyễn thể sống dưới lớp vỏ cứng. Trong quá trình sinh trường, cơ thể bên trong của con tôm sẽ lớn lên và dần vượt xa kích thước của lớp vỏ. Một con tôm hùm sẽ trải qua nhiều lần lột xác trong cuộc đời của nó. Chìa khóa cho sự phát triển của tôm hùm là nhẫn nại và can đảm. Nếu chỉ sống trong chiếc vỏ bọc, nó sẽ không bao giờ lớn lên hai. Điều chỉnh và biến đổi kịp thời. Trong lịch sử, người Do Thái đã phải lưu lạc khắp nơi. Sau đó, người Do Thái cũng nhận ra rằng việc kinh doanh ở châu Âu với bản sắc dân tộc của họ là không khả thị. Vì vậy, vào thời điểm này, họ đã mở rộng thị trường sang nhiều khu vực khác trên thế giới nhờ sự nhanh nhạy người do thái đã tìm kiếm được nhiều vùng đất mới và từ đó phát triển công việc kinh doanh của mình dưới áp lực của thời cuộc người do thái chọn đổi mới và họ đã thành công nếu chỉ cố gắng bám trụ tại một nơi rõ ràng họ sẽ không thể tìm ra hướng đi mới và tìm thấy cơ hội làm giàu con người sống trên đời mỗi giây đều là suy đoán ngay cả sinh tồn cũng là hành động có ý thức suy đoán theo quan điểm của người do thái rủi ro trong đầu tư và lợi nhuận là tỷ lệ thuận rủi ro và lợi tức là anh em song sinh vì vậy dám đầu tư đã là một hành vi kinh doanh rất khôn ngoan và dũng cảm người do thái quan niệm rằng rủi ro càng lớn thì phần thưởng càng lớn của cải là cái đuôi của rủi ro hãy chấp nhận đầu tư cho dù có nhiều rủi ro vì chỉ khi chạm vào rủi ro bạn mới tìm thấy sự giàu có ba lợi nhuận không có giới hạn người do thái được mệnh danh là dân tộc có thể tìm thấy vàng trong đống cỏ khô mục nát Điều này chứng minh rằng quan điểm của họ khác biệt với số đông. Một doanh nhân người Do Thái đã từng xử lý đống rác và trở thành triệu phú. Vào thời điểm đó, tượng nữ thần tự do đã được tân trang lại ở bang New York, Hoa Kỳ. Do đó, rất nhiều chất thải được loại bỏ khỏi bức tượng và cần được vận chuyển và xử lý. Lãnh đạo của địa phương đã tổ chức đấu thầu, nhưng sau một vài tháng không ai phản hồi. Khi một doanh nhân Do Thái nghe tin, anh ta vội vã đến hiện trường và ký vào bức thư sau khi xem đống phế liệu một lúc lâu. Nhiều công ty vận tải đã chế diễu động thái ngu xuẩn của anh bơi ở địa phương có quy định rất khắt khe. Nếu sai sẽ bị truy tố, làm không cẩn thận có thể tiền mất tật mang. Nhưng những gì xảy ra tiếp theo đã làm choáng váng những người diễu cợt ban đầu. Thương gia do thái đã làm bốn điều: thứ nhất, phân loại chất thải; thứ hai, đúc đồng phế liệu thành tượng và xử lý các khối xi măng và gỗ vụn thành đế; thứ ba, biến trì phế thải và nhôm phế thải thành chìa khóa của New York bởi La cuối cùng đóng gói và bán bụi và đặt tên là bụi của tự do. Chỉ trong 2 tháng, các thương gia Do Thái đã biến đống rác này thành 5,32 triệu USD. Dưới con mắt của những người bình thường, đây thực sự chỉ là những thứ rác rưởi. Nhưng trong mắt các thương gia Do Thái, đó là một kho báu đắt giá. Đây cũng là một yếu tố quan trọng tại, sao người Do Thái có thể xây dựng một đế chế tài chính. Bởi vì họ có tư duy hướng tới tương lai và không hạn chế để dự đoán trước sự phát triển và tiềm năng trong những thứ không ai nghĩ tới. Điều này cũng đúng trong kinh doanh 4. Dám ước mơ, dám thực hiện. Hai trong số những công ty tiêu biểu nhất hiện nay là Apple và Tesla. Tên thực tế, cả dốc và mất đều là người giao thái. Không nghi ngờ gì khi cả hai đều theo đuổi sự tiến bộ và đổi mới trong cách nhìn của họ về cuộc sống. Một người đã lật đổ quan điểm về điện thoại di động và ô tô thông thường. Mục đích và ước mơ ban đầu của Sở Ti Dốc khi thành lập Apple là biến điện thoại di động của mọi người trở nên cá nhân hóa. Apple ra đời đã thay đổi hoàn toàn cuộc chơi và vẫn tiếp tục phát triển đến ngày hôm nay. Trong khi đó, Tesla là một nhà cách mạng dẫn đầu các phương tiện năng lượng mới. Xét về nhiều mặt, những hãng xe truyền thống có lịch sử hàng trăm năm đã bị tụt hậu rất xa. Và Tesla cũng mang về cho Elon Musk số tiền khổng lồ. Phải thừa nhận rằng hai nhân vật dóc và Musk thực sự có tầm nhìn xa, dám nghĩ dám làm, không phải để làm hài lòng người khác mà để làm hài lòng bản thân. Những người nghiệp dư, những người bình thường chỉ biết tập trung vào việc tạo ra thu nhập, nhưng những người chuyên nghiệp biết cách để tiền đẻ ra tiền. Chỉ một thay đổi nhỏ trong lối tư duy cũng đủ biến một người từ nghiệp dư thành chuyên nghiệp và ngược lại. Tổng hợp, người do thái muốn tự do tài chính trước tuổi 30 nhớ kỹ hai điều này, đừng để đến năm 50 tuổi mới hiểu. Cuộc sống bạn xoay quanh với bận rộn và công việc, thoát cái đã đến tuổi 30 khi trong tay chẳng có gì, vậy nguyên nhân từ đâu? cuộc sống là chuỗi ngày kéo dài liên tiếp các hoạt động làm việc học tập và nghỉ ngơi tuy nhiên ít ai biết cách cân bằng giữa những hoạt động này bạn tự nghĩ rằng chỉ có tiết kiệm tiền là sẽ giàu điều đó là chưa đủ bài viết dưới đây sẽ giúp bạn hiểu hơn về cách điều tiết nhịp sống và xây dựng tự do tài chính hợp lý nhanh chóng một tìm ra điểm cân bằng giữa giàu và nghèo bận rộn và nghỉ ngơi người nghèo là người như thế nào người giàu là người như thế nào Trước kia, mọi người cảm thấy trăm phú, triệu phú đã là người có nhiều tiền, nhưng với xã hội ngày nay, đừng nói tới triệu phú, tỷ phú cũng đang dần có nhiều người hơn. Có thể trong mắt người nghèo, tiền lương trên 10 triệu đồng đã được tính là người giàu, nhưng người có lương 10 triệu đồng lại cảm thấy người có lương 100 triệu đồng mới là người giàu, mà người có lương 100 triệu đồng lại có sự theo đuổi càng cao, càng xa hơn nữa. Hoàn cảnh và trải nghiệm cuộc sống của mỗi người là khác nhau, đương nhiên khía cạnh nhìn nhận vấn đề cũng khác nhau. Bất kể mỗi người có quan điểm gì, chúng ta cần tự phán đoán đúng sai, tìm được điểm cân bằng giữa giàu nghèo. Bận nghỉ, khi nghèo thì đừng tự oán tự trách, khi giàu thì đừng lười biếng, nghỉ ngơi. Bạn cần tìm đúng phương pháp, hiểu được ý nghĩa của việc kiếm tiền, xác định rõ phương hướng, sau đó tiến về phía mục tiêu. 2. Thay vì tiết kiệm, hãy biết cách làm tiền để ra tiền. Người Do Thái cho rằng, cho dù tiêu một đồng tiền cũng phải phát huy hết toàn bộ giá trị của nó. Tuy ta thấy, người Do Thái rất thích tiền, nhưng trên thực tế, cái họ thấy không có tiền để tiêu giống như bỏ một viên đá xuống hòm trừ nặng ra thì chả có điểm gì khác cả trong cuộc sống rất nhiều người bị ảnh hưởng bởi tư tưởng cố hữu họ cho rằng chỉ có tiết kiệm tiền mới là cách bền vững nhất điều này không sai nhưng gửi tiền tiết kiệm vào ngân hàng không những sẽ không tăng giá trị mà còn sẽ bị mất giá bởi lạm phát dựa vào lợi nhuận của ngân hàng để kiếm tiền chắc chắn sẽ không giàu có chi bằng cầm tiền đi tham khảo một vài hạng mục đầu tư quản lý tài chính làm cho tiền đẻ ra tiền vì không có tiền, chúng ta ăn mà không bằng ai cả. Người ta có tiền ăn ngon, uống kỹ, sống trong cao ốc, ăn sơn hào hải vị, mặc lụa là gấm vóc, chúng ta chỉ có thể nhìn, sau đó thì tự đả kích tinh thần, không có cách nào khác. Vì không có tiền, thân phận và địa vị của chúng ta cũng thấp hơn so với người ta. Nhìn lúc kính rượu mà xem, toàn là kính người có tiền thôi. Khi giao lưu, thường là người có quyền có thể nói mới có trọng lượng, còn chúng ta thì sao? Chỉ có thể nghe theo bất kỳ ai sắp xếp tôi nghĩ cách duy nhất để khiến lời nói có trọng lượng là kiếm thật nhiều tiền kiếm thật nhiều tiền thì có thể nâng cao chất lượng sống của mình có thể nâng cao giá trị bản thân nữa nhưng không phải nói kiếm tiền là kiếm được ngay người kiếm tiền giỏi là thiểu số đa số là người không kiếm được nhiều tiền đa số là kiếm tiền bằng thể lực nhưng bỏ ra sức lực nhiều như thế nào thì tiền cũng không kiếm được là bao nếu bạn có tiền trong tay ngủ cũng ngon hơn có tiền có thể cải thiện được mối quan hệ trong gia đình mình không có tiền, bố mẹ, vợ con cũng xem thường bạn. Có tiền, vợ sẽ luôn mặt mày dạng dỡ chào đón bạn, đến người thân còn quan tâm đến lợi và thế huống chi người ngoài. Thế giới này cũng rất thực tế, thực tế đến kinh khủng. Cách xa tiền, cơ hồ như chúng ta chả làm được gì cả. Có tiền, có thể xây dựng tốt mối quan hệ giữa người và người, cũng có thể khiến gia đình hòa thuận. Phàm tục nhiều chuyện, mỗi chuyện khác nhau, không phải một, hai câu là có thể nói rõ được. Sai lầm của người không có tiền, thích tham gia những cuộc tụ tập vô bổ quan tâm quá nhiều liệu người khác có thích mình hay không sự khác biệt làm nên thành công và thất bại nếu làm việc chăm chỉ là cách duy nhất để làm giàu thì đó sẽ là một lời nói dối ngọt ngào nhất mà ai cũng muốn nghe vì nếu thời gian bạn bỏ ra để làm việc tỷ lệ thuận với độ giàu có thì chẳng ai có thể đọ lại những người đang phải lao động chân tay để bòn từng đồng duy trì cuộc sống những người dậy sớm về muộn sẽ là người nhanh giàu nhất người giàu không bao giờ giàu lên bằng cách làm việc chăm chỉ họ dựa vào cách đầu tư người có tiền và người không có tiền có cách làm việc rất khác nhau người không có tiền không có khả năng phân biệt các giá trị cao thấp trong cuộc sống vì vậy cả cuộc đời họ đã đang và sẽ lãng phí một cách vô ích vào những người và những thứ có giá trị thấp họ đã đi sai hướng ngay từ đầu và dù có cố gắng đến đâu thì cũng vô ích giống như thực tế bạn đang phải chật vật trong cuộc sống để nuôi bản thân bạn lại quyết định kết hôn với người bạn trai có kinh tế học lực thua so với bạn anh ta lại là một người biết nói những lời mật ngọt khiến bạn vui vẻ trong tích tắc nhưng không bao giờ thể hiện bằng hành động lại có thái độ thích nhận không tích cho với dạng người như vậy thì dù bạn có cho bao nhiêu đi chăng nữa với anh ta chừng đó vẫn chẳng thấm tháp vào đâu còn những thứ có giá trị thấp được chia thành hai loại một là công việc và hai là môi trường xã hội về công việc những người không đầy đủ về kinh tế sẽ thích công việc đơn giản như bán thời gian và sức lực của họ Ví dụ như công nhân dây chuyền lắp ráp trong một nhà máy, làm việc hơn 10 giờ một ngày với mức lương khoảng 10 triệu tháng. Ngay cả khi Jack Ma làm loại công việc này, tỷ phú người chung cũng chỉ được trả mức lương tương đương với những công nhân khác cùng chức vị mà thôi. Dù họ làm việc chăm chỉ mỗi ngày, nhưng cuộc sống vẫn vậy. Nguyên nhân là do công việc này chỉ đòi hỏi sự vận động của tay và chân, không đòi hỏi phải suy nghĩ nên lối tư duy vẫn không hề thay đổi về môi trường xã hội những người không có nhiều tiền thích tham gia vào các cuộc tụ tập xã hội vô bổ với một số bạn bằng mặt nhưng không bằng lòng đi dự tiệc sinh nhật này đi dự đám cưới kia rõ ràng chẳng thân quen gì những nếu đi sẽ phô được những bộ váy đắt đỏ chiếc túi đắt tiền hay đôi giày phải nhịn hai tháng lương để mua những cuộc vui này hoàn toàn vô ích thậm chí còn lãng phí rất nhiều thời gian và năng lượng hãy đẩy những người đang giống bạn hiện tại ra khỏi vòng bạn bè vòng xã hội của mình đừng quan tâm đến việc người khác có thích bạn hay không nếu những người có lớp vỏ bên ngoài hào nhoáng, bên trong rỗng tuyết thích bạn thì sao? Họ sẽ trả tiền thuê nhà hàng tháng, ngày nào cũng mời cơm bạn sao? Họ cũng sẽ giống bạn thôi, cuộc vui nào cũng không thiếu nhưng khi cần mượn tiền thì không cho. Người không có tiền luôn quan tâm quá nhiều đến việc người khác có thích họ hay không, luôn luôn hạ thấp giá trị của bản thân chỉ vì muốn người khác có ấn tượng tốt như năng động. Hòa đồng nhưng con người thật của bạn thế nào, bạn chẳng dám thể hiện, người khác cũng chẳng buồn tìm hiểu. Chúng ta phải thừa nhận một thực tế, đó chính là thời gian và sức lực của con người là có hạn. Bạn chỉ có 24 giờ trong một ngày, 12 giờ làm việc, 6 giờ để ngủ và 6 giờ còn lại để sinh hoạt cuộc sống. Nếu bạn dành thời gian và năng lượng của mình cho quá nhiều người và những thứ có giá trị thấp thì làm cách nào để bạn có thời gian và năng lượng để tạo ra giá trị cao hơn? Quan điểm nghịch lý của người Do Thái, sẵn sàng tranh luận về tiền bạc, căn nguyên biến họ trở nên xuất chúng và giàu có ai cũng biết tranh cãi vốn không phải là một hành vi thực sự thông minh nhưng vì sao dân tộc vừa thông minh vừa giàu nhất thế giới lại chủ trương vì tiền mà tranh cãi một câu chuyện kinh điển được lưu truyền rộng rãi trong dân tộc do thái rằng có người đưa một quả cam cho hai đứa trẻ hai đứa trẻ tranh cãi nhau về cách chia quả cam lúc này người đó đưa ra đề xuất mỗi đứa hãy lấy nửa quả kết quả là hai đứa trẻ lấy cam rồi vui vẻ về nhà đứa thứ nhất về nhà lấy hết muối của quả cam ném đi, chỉ chưa lại vỏ cam để xay rồi trộn với bột làm thành bánh. đứa thứ hai thì bỏ vỏ và ăn hết muối cam. tuy hai đứa mỗi người được một nửa bằng nhau, nhưng có vẻ các bé đều đã không tận dụng hết được lợi ích của quả cam. điều này cho thấy vì chúng đã không thảo luận và đàm phán trước với nhau, chỉ mù quáng theo đuổi sự công bằng về hình thức và vị trí, dẫn đến lợi ích của cả hai bên không được tối đa hóa. Qua câu chuyện, ta có thể thấy cái tranh cãi mà người Do Thái nói đến không phải là kiểu tranh cãi mang tính chỉnh lý, muốn người khác theo ý mình mà là tranh cãi để cùng nhau tìm ra chân lý. Có đôi khi, tôi thật sự khâm phục một số người, mà kệ là mình nói gì, làm gì thì họ cũng cố buông lời phản bác cho bằng được. Khi chúng ta nói nỗ lực làm việc ắt sẽ có ngày thành công, thì họ sẽ tức giận phản bác lại ngay rằng đừng có suốt ngày mơ mộng ở trên mây, không có quan hệ. Ra thế thì dù có nỗ lực sức đầu mẻ chán cũng chả được gì đâu. Chúng ta nói, hút thuốc có hại cho sức khỏe, thức khuya sẽ có thể giết chết một mạng người. Thì họ lại nói, bạn nhàm gì đấy, ông tôi hút thuốc lá gần cả đời rồi, vậy mà vẫn còn sống đến 85 tuổi đây này. Dì Trương ở tầng dưới nhà tôi làm việc ca đêm mỗi ngày sao chưa thấy bà ấy chết đi. Lý do khiến họ tranh cãi không phải vì muốn tối ưu hóa lợi ích của hai bên, có hai lý do vô nghĩa khiến họ làm thế. Một, những người thích tranh cãi đa số đều không biết tôn trọng người khác. Có người từng nói, chẳng lẽ khi gặp một việc không hợp lý tôi cũng không thể bày tỏ chút quan điểm của mình hay sao? Tất nhiên là có thể, nhưng tranh luận và tranh cãi là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Tranh luận là đặt lẽ phải lên hàng đầu, còn tranh cãi là đặt cái tôi lên hàng đầu. Vì vậy, những người ưa thích tranh cãi, hầu hết đều được mệnh danh là sát thủ trong giao tiếp xã hội. Các mối quan hệ của họ thường tương đối kém và họ được xếp vào nhóm trí tuệ cảm xúc thấp. Người khác nói, bộ quần áo này đẹp quá, nếu bạn không đồng ý cũng không sao, nhưng tuyệt đối đừng mở miệng nói câu đẹp chỗ nào. Mắt bị lé hả, vì, vì. Cách nói chuyện như vậy không phải là tranh luận hay bày tỏ quan điểm, cách nói chuyện như vậy là công kích, không tôn trọng người khác. Trong môi trường công sở, những người lăn lộn giỏi, ngày càng thăng tiến, có đường sự nghiệp thuận lợi hầu hết đều là những người có nhiều mối quan hệ bạn bè. Đồng nghiệp tốt, bọn họ luôn biết cách khẩu hạ lưu tình khi giao tiếp một người có trí tuệ cảm xúc thực sự cao ngay cả khi họ muốn bày tỏ quan điểm họ cũng thường sẽ chừa cho người khác một đường lui chứ không đuổi cùng giết tận hai những người thích tranh cãi đa số đều có cái tôi rất cao cái gọi là cái tôi cao có nghĩa là họ rất cứng đầu và khó chấp nhận ý kiến của người khác những người như vậy luôn đắm chìm trong thế giới của riêng mình nghĩ bản thân là cái rốn của vũ trụ trí tuệ cảm xúc thực sự được chia thành hai phần một phần là đối xử người khác và phần còn lại là đối xử bản thân phần sau thường quan trọng hơn và cao cấp hơn đối xử người khác nghĩa là những thứ đối nhân xử thế mà chúng ta hay nói hòa hợp với người khác và khiến các mối quan hệ trở nên thoải mái thông thường người làm được những điều này thường được cho là người có chỉ số eq cao nhưng thật ra nó chỉ đúng một phần phần còn lại phụ thuộc rất nhiều vào phương diện đối xử bản thân đối xử bản thân có nghĩa là hòa hợp với chính mình để đánh giá mức độ đối xử bản thân của một người có tốt hay không nó thường phụ thuộc vào việc họ có thích tranh cãi hay không, có tính thủ địch nhiều hay không. Nếu có thì họ được xem là có cái tôi cao. Trí tuệ cảm xúc cao thực sự không phải là làm hài lòng người khác mà là làm hài lòng bản thân. Làm hài lòng bản thân không phải là dung túng bản thân làm càn mà là cho phép bản thân sống một cuộc sống thoải mái, bình yên và hạnh phúc, cởi mở, tự tin và đặc biệt không thô lỗ, học cách buông bỏ cái tôi. Qua những gì chúng ta phân tích ở trên, có thể thấy, tranh cãi vô nghĩa khác xa với khái niệm tranh luận tối ưu lợi ích chung của người Do Thái. Một người trí tuệ sẽ không bao giờ tranh cãi, họ chỉ tranh luận và biết rõ khi nào nên tranh luận và tranh luận như thế nào. Hy vọng bạn đã có được câu trả lời cho bản thân. Đọc vị ba kiểu bạn bè người Do Thái tránh thâm giao, người giàu giả vừa nghèo, người tự cho mình giỏi thích đưa lời khuyên. Tưởng bạn tốt hóa ra là vật cản cuộc sống của bạn. Đôi khi cuộc sống của bạn không suôn sẻ không hẳn là do bạn kém cỏi mà là do bạn bị những người bạn xấu lôi kéo mà chính bản thân lại không hề hay biết. Vậy làm thế nào để chúng ta nhận biết được những người bạn nào là có hại? Chúng ta có thể tham khảo cách đọc vị con người của người Do Thái. Tuyển tập trí tuệ của người Do Thái ta mất nhắc nhở, có một loại người thế này, bạn coi người ta là bạn, nhưng họ lại lợi dụng bạn, thậm chí còn đâm sau lưng bạn bất cứ khi nào. Điều này thực sự ảnh hưởng xấu tới tương lai và cuộc sống của bạn đáng sợ là loại người này rất giỏi che giấu bản chất thật bên trong thì luôn có ý muốn hại bạn nhưng ngoài mặt lại cư xử rất tốt khiến bạn không hề hay biết ba kiểu người sau đây là điển hình cho bạn xấu khi phát hiện hãy tránh xa càng sớm càng tốt hãy xem xung quanh bạn có ai trong số ba kiểu người này không nhé những người luôn thấy bản thân khốn khổ có một kiểu người cứ mở miệng ra liền than vãn tôi khổ sở thế này tôi cần giúp đỡ thế này cần giúp đỡ thế kia khiến người khác cảm thấy họ chưa bao giờ có cuộc sống tốt đẹp nhưng trên thực tế cuộc sống của họ thoải mái hơn bạn rất nhiều cũng có thể nguồn lực cơ hội của họ cũng phong phú hơn bạn loại người này khốn khổ chỉ là diễn lợi dụng sự đồng cảm của bạn bè xung quanh để kiếm lời mới là thật ví dụ bạn có một người bạn hàng ngày tìm bạn than vãn khóc lóc rồi vay tiền bạn liền tội nghiệp và không ngại ngần cho vay tiền cũng giúp người đó rất nhiều nhưng sau này khi bạn gặp khó khăn và cần lấy lại tiền họ lại tỏ ra bản thân đang gặp khó khăn để kéo dài thời gian thậm chí là không trả trong khi đó họ vẫn có tiền thay điện thoại đổi xe áo quần xa xỉ nếu bạn thúc ép họ sẽ bịa đặt nói xấu bạn với mọi người xung quanh loại người này ích kỷ luôn lợi dụng bạn muốn nhờ người ấy giúp đỡ còn khó hơn lên trời những người bạn ích kỷ không biết vị tha thì rất khó để quan tâm đến người khác bạn cũng sẽ chẳng nhận được lợi ích gì khi kết giao cùng họ nếu xung quanh bạn có những người như vậy hãy tránh xa đừng để họ kéo bạn xuống vực thẳm những người luôn khuyên bạn hãy tự lượng sức mình bạn đã bao giờ rơi vào trường hợp muốn làm một việc gì đó rồi kể cho một người bạn về kế hoạch của mình để hợp tác hoặc tham khảo đối phương lại mỉa mai châm chọc hoặc ám chỉ bạn rằng bản thân họ không làm được thì sao bạn có thể làm được nếu đối phương đáp lại bạn bằng thái độ này thì về cơ bản họ đã có ý nghĩ coi thường bạn luôn cho rằng bạn không có năng lực và đang ảo tưởng kiểu người này liệu có tốt với bạn không thực tế thì hầu hết những người như vậy đều không giỏi hơn bạn bởi vì loại người này nhìn mọi việc rất phiếm diện không nhìn ra được khuyết điểm của bản thân chỉ biết phóng đại ưu điểm của mình lên vô hạn khi nhìn người khác hoàn toàn ngược lại họ sẽ vĩnh viễn cho rằng bạn kém cỏi cho dù khả năng và thu nhập của bạn có vượt xa thì họ vẫn không thay đổi quan điểm của mình loại người này không bao giờ muốn bạn có cuộc sống tốt hơn họ khi bạn sống tốt họ sẽ tìm mọi cách để âm thầm phá hoại những thứ mà bạn có nếu xung quanh bạn có những người như vậy hãy hết sức cẩn thận những người không có lòng biết ơn một số người dù bạn đã đối xử rất tốt với họ thậm chí là giúp đỡ rất nhiều, nhưng họ không hề có cảm giác biết ơn nào trong lòng cả. Vì vậy bạn phải cẩn thận, mẫu người này không thích tự cao, nhưng sẽ không bao giờ hài lòng, sẽ trực tiếp ra tay với bạn vì bất cứ thứ gì anh ta muốn. Dù bạn cho bao nhiêu thì anh ta cũng chỉ biết nhận lấy, cho rằng đó là điều hiển nhiên là trách nhiệm của bạn. Khi bạn không thể cho thêm nữa, người đó sẽ cảm thấy rằng bạn đã làm điều có lỗi với họ. HAKI là một doanh nhân thành đạt người giao thái. Một người bạn của anh ta cũng kinh doanh nhưng không thành công nên anh ta thường hỏi ý kiến HAKI. HAKI không chỉ chia sẻ kinh nghiệm kinh doanh mà còn nhiều lần đến cửa hàng của anh ta để giúp đỡ trong khi công việc kinh doanh của HAKI cũng bị đình trệ rất nhiều. Khi người bạn đó lại nhờ HAKI giúp đỡ, HAKI từ chối vì công việc gặp vấn đề nên anh ấy không thể bỏ đi trong thời gian này. Người bạn kia giận dữ và cho rằng HAKI coi trọng công việc hơn tình bạn của họ nên không muốn giúp đỡ. Một số người không hề có lòng biết ơn. Trong mắt họ, bạn luôn là người có nghĩa vụ phải giúp đỡ vô điều kiện. Bạn càng cho đi nhiều, họ càng nghĩ rằng đó là điều hiển nhiên. Vì vậy, ngay từ đầu đừng nên kết bạn với những người như vậy. Bạn nên tránh xa những người như vậy càng sớm càng tốt. Con người sống trong xã hội, không ai có thể thành công nếu không có sự hỗ trợ của bạn bè. Đôi khi tương lai của bạn không chỉ phụ thuộc vào bản thân bạn mà còn phụ thuộc vào những người mà bạn kết giao chúng ta không nhất thiết phải đề phòng tất cả mọi người nhưng ít nhất hãy nhận biết và tránh xa những người có hại cho mình ba điều người do thái không bao giờ bỏ qua khi làm giàu nhưng hầu hết mọi người lại ít quan tâm do thái vốn nổi tiếng là một dân tộc có trí tuệ được cả thế giới ngưỡng mộ sau cả trăm năm lưu lạc dân tộc do thái từ một dân tộc lang thang trở thành một dân tộc có cả của cải và trí tuệ vì họ đã sớm hiểu ra chân lý này làm nhiều không bằng làm tốt một thứ Mark Zuckerberg đã cống hiến phần lớn cuộc đời mình để theo đuổi mục tiêu và cuối cùng đã tạo ra mạng xã hội facebook khổng lồ thu hút sự chú ý trên toàn thế giới vua rừng buffett một thiên tài đầu tư đã sống hết mình cho thế giới đầu tư và xây dựng thành công đế chế của riêng mình trong lĩnh vực đầu tư những người thành công đã chứng minh cho chúng ta hết lần này đến lần khác rằng những người vĩ đại có xu hướng chỉ tập trung vào một thứ tuy nhiên sau quá trình tích lũy kinh nghiệm suốt trăm năm với đầu óc thông minh và môi trường phát triển độc đáo người do thái đã tạo ra một khối tài sản vô giá họ tìm ra một quy luật dành cho những người muốn làm giàu người do thái tin rằng những người thực sự thông minh mới kiếm ra tiền và họ sẽ không bao giờ bỏ qua ba điều này trong đời nhưng hầu hết mọi người đều rất ít khi nắm bắt đừng bỏ qua cơ hội học hỏi và cải thiện bản thân thế giới luôn dành cho người do thái những lời ca tụng như một tay là sự giàu có tay còn lại nắm giữ sự khôn ngoan sự giàu có và trí tuệ chắc chắn là điểm nổi bật nhất của người dân do thái sự khéo léo của người do thái hoàn toàn không phải là bẩm sinh và tất cả đều bắt nguồn từ truyền thống tốt đẹp là tập trung vào giáo dục của quốc gia này khi con còn nhỏ cha mẹ do thái luôn rèn cho con niềm yêu thích say mê đọc sách từ nhỏ và quan niệm trí thức là của cải đã in sâu vào tư tưởng của chúng với trí tuệ thông thái tự nhiên sẽ nảy sinh ra nhiều ý tưởng kiếm tiền tuy nhiên nhiều người đặt mục tiêu cả đời theo đuổi sự giàu có nhưng lại không biết tích lũy kiến tế hc phát triển tư duy cho bản thân và luôn xoay quanh lối tư duy nhỏ hẹp không có gì đột phá tích lũy tri thức là một con đường dài không ngừng học hỏi và cải thiện bản thân sẽ giúp bạn đi nhanh hơn cũng là chìa khóa dẫn đến thành công mở ra một cuộc sống giàu có đừng bao giờ bỏ qua bất kỳ ý tưởng giá trị nào con người cũng giống như một chiếc xe và kiến tề HC cũng giống như xăng. Sau khi đổ xăng thì chúng ta phải khởi động xe rồi mới thực sự khởi hành. Đối với trí óc cũng vậy, suy nghĩ cẩn thận, thấu đáo là bước đầu trên hành trình thành công. Chỉ khi rèn luyện nhiều chúng ta mới có thể khiến tư duy ngày càng nhạy bén hơn. Mỗi lần suy nghĩ, phân tích vấn đề đều là bước đệm có ích với quá trình tích lũy của cải và khai sáng trí óc. Người Do Thái cho rằng có hàng chục nghìn ý tưởng trong đầu mỗi người nếu chúng ta nắm bắt và tận dụng những ý tưởng sáng tạo đó chúng ta sẽ tìm thấy một số cơ hội kinh doanh và tiềm năng để trở nên giàu có có ý tưởng và biết tận dụng nó việc còn lại chỉ là đợi cơ hội đến và nắm lấy sau khi cân nhắc kỹ càng và chuẩn bị kiến thức đầy đủ chúng ta sẽ có thể thực hiện những bước đi đúng đắn đừng bỏ lỡ bất kỳ cơ hội kiếm tiền nào con người không có một khuôn mẫu cố định cũng như thế giới muôn hình vạn trạng trong mắt người do thái cả thế giới rộng lớn đều là thị trường để họ kiếm tiền So với một số doanh nhân luôn bó hẹp ở một chỗ, tầm nhìn bao quát của người Do Thái chắc chắn sẽ là rộng hơn. Cùng với đó cơ hội kiếm tiền cũng sẽ nhiều hơn. Người Do Thái nhấn mạnh đến việc kiếm tiền ở mọi nơi, mọi lĩnh vực, không bỏ qua bất cứ cơ hội làm giàu nào. Tinh thần mạo hiểm này giúp họ hiểu sâu hơn về sự giàu có. Nếu một người luôn buộc mình ở trong lĩnh vực mà anh ta quen thuộc, theo thời gian anh ta sẽ tự biến mình thành ếch ngồi đáy giếng, trí óc và tinh thần của anh ta cũng sẽ không cải thiện được muốn mở rộng tầm nhìn và thoát ra khỏi vùng an toàn thì phải nỗ lực và cống hiến hết mình. Có hạnh phúc, thành công thì sẽ phải trải qua những nỗi đau, nhưng để hạnh phúc lâu dài thì những nỗi đau này sẽ không còn là vấn đề gì to lớn. Không ngại khó khăn, nắm bắt mọi thời cơ của cuộc đời là mấu chốt giúp con người chạm tới đỉnh cao của sự giàu có và thành công. Tổng hợp ba lĩnh vực đầu tư vẫn luôn được người do thái lựa chọn dù nghèo đến mấy, tư duy rút tiền để ra tiền của những doanh nhân số một thế giới người Do Thái thường được xem như doanh nhân số một thế giới. Dẫu ở hoàn cảnh nào họ vẫn luôn sẵn sàng đầu tư vào ba lĩnh vực dưới đây. Người Do Thái tin rằng chỉ có sử dụng trí tuệ để kiếm tiền mới thực sự là cách làm giàu nhanh nhất. Minh chứng tỷ lệ dân số của nhóm người này chỉ là 0,3% nhưng họ nắm giữ huyết mạch kinh tế thế giới, chiếm 17% giải thưởng Nobel, và 30% của cải của thế giới người Do Thái chiếm một nửa số doanh nhân giàu nhất thế giới, một phần ba số triệu phú Mỹ, 18 trong số 40 người Mỹ giàu nhất hàng đầu trong danh sách Forbes là người Do Thái. Những cái tên tiêu biểu có thể kể đến như ông vua dầu mỏ do cơ cá sấu tài chính so đại gia tài chính phố Goldman, Morgan, nhà tư bản đỏ Hammer, ông vua báo Bill Litter. Đây đều là những đại diện ưu tú của người Do Thái. Người Do Thái có cách tư duy về tiền độc đáo. Đối với dân tộc này, dẫu có có nghèo đến mức nào, họ vẫn luôn sẵn sàng tiêu tiền cho ba lĩnh vực với tham vọng tiền để ra tiền một tiêu tiền cho tin tức trước hết bạn cần hiểu chi tiền cho tin tức ở đây chính là việc bỏ tiền ra để nhanh chóng nắm bắt được thông tin người do thái vốn nổi tiếng trong việc thu thập thông tin trong kinh doanh đây được coi là một trong những yếu tố quan trọng nhất ví dụ một dự án tàu điện ngầm sắp được triển khai vậy lối ra lối vào ở đâu quy hoạch như thế nào là những tin tức chúng ta cần biết nếu là một doanh nhân khi biết được tin tức này anh ta sẽ mua đất ở quanh khu vực tàu điện ngầm với mức giá rẻ trước khi người khác biết khi dự án tàu điện ngầm bắt đầu được xây dựng giá đất quanh khu vực đó sẽ lên giá rất nhanh đây là giá trị khi là người nắm bắt tin tức nhanh chóng để làm giàu bạn phải có tư duy lệch múi giờ cùng một tin tức nếu biết trước bạn sẽ có nhiều cơ hội hơn như jim người mỹ gốc do thái đang chơi gồn và nhận thấy có rất nhiều người mắc lỗi và để bóng rơi xuống hồ vì muốn biết thêm thông tin ông đã đầu tư thuê thợ lặn để xác định được lượng bóng dưới hồ sau khi thông tin đã được xác nhận ông bắt đầu trục vớt những quả bóng gôn bị rơi xuống hồ làm sạch xử lý và bán lại chúng đồng thời thành lập công ty tái chế bóng gôn của riêng mình sau khi thông tin jim vớt bóng ở dưới đáy hồ lên để bán nhiều người cũng bắt đầu đến đây để làm điều tương tự tuy nhiên không ai làm ăn lớn như jim từ câu chuyện của jim chúng ta có thể hiểu được ý nghĩa của tư duy lệch múi giờ trong cách làm giàu của người do thái Biết tin tức càng sớm, bạn càng có cơ hội làm giàu. Hai, Tiêu tiền cho các mối quan hệ. Điều thứ hai đó là người Do Thái luôn sẵn sàng chi tiền để có được các mối quan hệ. Điều này đúng với câu nói, 20 tuổi kiếm tiền bằng thể lực, 30 tuổi kiếm tiền bằng khối óc, 40 tuổi kiếm tiền bằng quan hệ. Lai Su Hui, người Trung Quốc, là một nhân viên bất động sản phụ trách việc bán các căn hộ của tòa nhà. Các khách hàng muốn tìm hiểu về dự án thường sẽ hỏi chuyện nhân viên bảo vệ đứng cổng biết được điều này cô lai xây dựng mối quan hệ với những nhân viên bảo vệ mời họ đi ăn tối thậm chí còn tặng quà sau mỗi chuyến đi công tác theo thời gian họ là những người bạn của nhau vì thế nên khi có khách hàng hỏi nhân viên bảo vệ về các căn hộ của tòa nhà người này thường giới thiệu đến cô vì thế cô luôn là người đầu tiên được khách hàng liên hệ nhờ tư vấn từ câu chuyện của lai suhui bạn có thể hiểu được tầm quan trọng của kết nối mối quan hệ cho phép chúng ta kiếm được nhiều tiền hơn đặc biệt khi kết bạn với những người ưu tú học được những quan điểm tư duy cách suy nghĩ của họ sẽ giúp chúng ta phát triển hơn nên nhớ rằng bạn chính là trung bình cộng của năm người mà bạn dành thời gian nhiều nhất ba tiêu tiền cho việc học thế giới luôn dành cho người do thái những lời ca tụng như một tay là sự giàu có tay còn lại nắm giữ sự khôn ngoan sự giàu có và trí tuệ chắc chắn là điểm nổi bật nhất của người dân do thái để có được điều này họ luôn duy trì truyền thống tốt đẹp là tập trung vào giáo dục khi con còn nhỏ cha mẹ do thái luôn rèn cho con niềm yêu thích say mê đọc sách quan niệm trí thức là của cải đã in sâu vào tư tưởng của chúng với trí tuệ thông thái tự nhiên sẽ nảy sinh ra nhiều ý tưởng kiếm tiền tuy nhiên nhiều người đặt mục tiêu cả đời là theo đuổi sự giàu có nhưng lại không biết tích lũy kiến thức phát triển tư duy cho bản thân và luôn xoay quanh lối tư duy nhỏ hẹp không có gì đột phá tích lũy tri thức là một con đường dài không ngừng học hỏi và cải thiện bản thân sẽ giúp bạn đi nhanh hơn cũng là chìa khóa dẫn đến thành công mở ra một cuộc sống giàu có dù có thiếu thốn đến đâu bạn không nên miễn cường chi tiền cho ba điều trên việc lưỡng lự sẽ khiến bạn mất đi những cơ hội để có thể bứt phá trong sự nghiệp theo tu tu người do thái thông minh nhưng chấp nhận có ba điều không nên biết nhiều người vừa mất tiền vừa thêm bực chỉ vì cố làm điều này cuộc sống rộng lớn có nhiều điều trong trong tầm tay cách tốt nhất là sống hết mình với hiện tại không mấy bất ngờ khi do thái được mệnh danh là dân tộc thông minh nhất thế giới. Theo thống kê, người do thái chỉ chiếm khoảng 0,2% dân số thế giới nhưng lại nắm trong tay hơn 30% lượng tài sản trên toàn thế giới. Không chỉ trong giới kinh doanh, người do thái đều có những thành tựu nổi bật trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Có thể kể đến những cái tên như vua hài kịch Charlie Chaplin, nhà vật lý học Albert Einstein, họa sĩ Pablo Picasso, nhà tư tưởng học Karl Marx. Trong số 680 người đoạt giải Nobel giai đoạn từ năm 1901 đến năm 2001 có đến 128 người là người Do Thái chiếm tỷ lệ 20% và tỷ lệ đạt giải thưởng của người Do Thái được ước tính cao gấp hơn 100 lần so với các dân tộc khác. Châm ngôn của người Do Thái khi giáo dục con cái là khi gặp tai họa thì có thể vứt bỏ mọi thứ nhưng trí tuệ thì không. Điều đó có thể cho thấy rằng người Do Thái ý thức rất rõ về tầm quan trọng của trí tuệ. Theo quan điểm của người Do Thái thì một người thông minh thì tránh làm ba điều sau trong cuộc sống. Một, không quá kỳ vọng về tương lai, hãy sống cho hiện tại. Những rắc rối của nhiều người trong cuộc sống thực chất là do bản thân tự mình gây ra. Họ suy nghĩ quá nhiều về vấn đề tiền bạc, được mất, lo sợ về những điều có thể xảy đến trong tương lai mà khiến bản thân đi lệch hướng, can đảm và lòng tin cũng dần mất đi. Như vậy không khác gì tự chuốc phiền muộn vào bản thân nhiều người gặp rắc rối bởi sự không chắc chắn của tương lai nhưng hạnh phúc của con người thường đến từ chính sự không chắc chắn của tương lai bởi vì nó tượng trưng cho hy vọng bởi trái tim sợ sẽ phải đau khổ nên người ta sợ theo đuổi những giấc mơ vĩ đại vì cảm thấy không xứng đáng được hưởng hoặc sẽ không thể nào đạt nổi nhưng họ đâu biết rằng sợ phải đau khổ còn đau đớn hơn chính sự đau khổ và chưa từng có trái tim nào phải chịu đau khổ khi tìm cách thực hiện giấc mơ theo nhà giả kim paulo cốt lâu Chuyện kể rằng có một chàng trai đang khao khát thành công. Thượng đế đã ban cho anh ta một chiếc đồng hồ và nói với anh ta rằng nếu anh ta vặn đồng hồ, thời gian sẽ trôi nhanh hơn theo ý muốn của anh ta. Thanh niên này vui lắm, anh ta muốn làm sếp, muốn mua nhà, mua xe, muốn ngày càng kiếm được nhiều tiền nên cứ vặn đồng hồ cho nhanh hơn. Trang thanh niên đạt được mọi thứ mình mong muốn nhưng khi bất chợt nhìn lại, tuổi thanh xuân của anh ta đã vĩnh viễn già đi và kim đồng hồ không bao giờ có thể quay về quá khứ anh ta tự trách bản thân mình vì để thời gian trôi qua quá nhanh và chưa kịp tận hưởng hạnh phúc của sự cố gắng cảm giác hạnh phúc của con người đến từ quá trình theo đuổi hạnh phúc không phải kết quả của việc thỏa mãn hạnh phúc trong mắt người do thái hiện tại sống tốt thì tương lai thuận theo tự nhiên còn người lo xa thì chỉ khiến bản thân càng thêm phiền muộn kết quả là chuyện này không yên chuyện khác cũng không như ý hai đừng hỏi lòng người chớ mượn tiền bạn bè người do thái đã đề cập trong ta mớt Tinh hoa trí tuệ do thái rằng, nếu bạn cho một người bạn vay tiền thì bạn sẽ đánh mất người bạn đó. Ông vua thủy tinh Tào Đức Vượng, ông chủ của phiêu dầu Glass, công ty sản xuất đồ thủy tinh hàng đầu Trung Quốc, cũng đã từng nói rằng, nếu không phải là bạn thì đừng vay tiền, đã là bạn thì càng không nên vay. Thứ cho vay là tiền, thứ lấy lại là thù hận. Người Do Thái cho rằng dù là bạn bè thân đến mức độ nào tốt nhất cũng không nên vay tiền của nhau, nếu đã vay tiền thì phải chuẩn bị tinh thần là không lấy lại được tiền người do thái thông minh có thể nhìn thấu lòng người, bản tính con người. Thực tế đã chứng minh, hãy nhìn những gì xảy ra xung quanh chúng ta, nhiều người thân trở thành kẻ thù, bạn bè trở thành kẻ thù, tất cả chỉ vì vay mượn tiền bạc. Vì vậy, nếu chúng ta muốn xây dựng các mối quan hệ bền vững, chúng ta cần phải tránh vay mượn tiền bạc. 3. Không nhìn xuất thân đánh giá con người Rất lâu trước đây, một bộ phận người Do Thái không thể kiếm được việc làm vì bệnh tật hoặc tàn tật nên họ buộc lòng phải đi ăn xin nhưng những người ăn xin này đều có thể vào hội đường và nói chuyện với các giáo sĩ do thái về kinh thánh và sự khôn ngoan của đức chúa trời thậm chí một số người có thể lý luận trước công chúng và họ không bị người khác kỳ thị hoặc làm hại vì vậy người do thái không đánh đồng trí tuệ với xuất thân dù là ai dù là người ăn xin cũng không bị coi thường chỉ cần bạn có trí tuệ thì sẽ được người khác kính trọng xã hội ngày nay là xã hội nhìn mặt nhìn xuất thân vì bản chất con người là vậy Người ta chỉ chọn kết giao với bạn khi họ thấy bạn có bao nhiêu tiền trong túi, nên chúng ta thường thấy có cảnh trong các bộ phim điện ảnh và truyền hình. Người giàu giả nghèo để kiểm chứng xem đối phương đối với mình có chân thành hay không. Người do thái không nhìn vào túi tiền mà nhìn vào đầu của bạn. Anh hùng không kể xuất thân, kẻ ăn xin cũng được tôn trọng. Theo 163, người do thái đặc biệt nhạy cảm với tiền, họ áp dụng chính cách tư duy sáng suốt này để không bỏ lỡ cơ hội tiền để ra tiền. Tại sao người do thái kiếm tiền giỏi nhất? nhiều triệu phú do Thái lại có thể kiếm tiền từ con số không? Bài viết này sẽ tiết lộ cho bạn 9 bí quyết giúp tiền để ra tiền của người Do Thái. Người Do Thái chiếm một nửa số doanh nhân giàu nhất thế giới, chiếm một phần ba số triệu phú ở Hoa Kỳ. Ông vua giàu mỏ giấc cơ phèo lờ, ông trùng tài chính so rốt, ông trùng tài chính phố. Những người đứng trên đỉnh kim tự tháp này đều là đại diện kiệt xuất của dân tộc Do Thái. Người Do Thái dường như có một sự nhạy cảm bẩm sinh đối với tiền bạc. Điều đó thể hiện ở 9 đặc điểm tư duy này. Ngày 1, luôn biết cách phòng tránh rủi ro. Người Do Thái rất chú trọng đến việc quản lý rủi ro. Trong quá trình điều hành doanh nghiệp, họ đặc biệt chú trọng sự an toàn và độ tin cậy. Trước khi đầu tư, người Do Thái luôn tiến hành điều tra, nghiên cứu, phân tích thị trường kỹ càng. Và khi đã quyết định đầu tư kinh doanh, chắc chắn họ sẽ lập ra ba bộ kế hoạch ngắn hạn, trung hạn và dài hạn, và luôn luôn linh động để ứng phó với các tình huống bất ngờ chứ không bỏ trứng vào một giỏ. Hai, Người Do Thái sẵn sàng đi tứ phương để kiếm tiền. Đi nhiều nơi kiếm tiền là đặc tính bẩm sinh của người Do Thái. Các thương nhân Do Thái không có thị trường cố định. Họ đã có mặt ở mọi nơi trên thế giới, chiến đấu từ Đông sang Tây, tiến tới Nam Bắc, tiếp xúc rộng rãi và thực hiện các giao dịch lớn nhỏ, không bỏ lỡ bất kỳ cơ hội nào. Người Do Thái quan niệm muốn kiếm tiền không thể ngồi yên một chỗ. Càng đi nhiều, càng tiếp xúc với nhiều người, mở mang tầm mắt và cơ hội kiếm tiền. 3. Áp dụng hiệu quả quy tắc 7822 Quy tắc 78, 22 là quy luật tự nhiên, 22% các ngành như quần áo, ăn uống, xây dựng, trang sức, y học về cơ bản chiếm khoảng 78% lượng tiêu thụ hàng ngày. Hầu hết hoạt động kinh doanh truyền thống của các thương nhân do Thái đều tập trung ở các ngành này, đặc biệt họ tập trung vào các mặt hàng dành cho phụ nữ và trẻ em. Quy tắc 78, 22 cũng được áp dụng trong nhiều lĩnh vực. Chẳng hạn như 22% khách hàng tạo ra 78% lợi nhuận của công ty, 22% sản phẩm là sản phẩm cốt lõi của công ty. Vì vậy, hoạt động kinh doanh cần dựa trên giá trị khách hàng, nắm bắt sản phẩm chủ lực và khách hàng chủ lực để nâng cao hiệu quả của hoạt động. 4. Vận dụng trí óc để kiếm tiền. Người Do Thái nổi tiếng với sự thông thái, trí tuệ. Doanh nhân Do Thái đề cao sự khéo léo và biết cách vận dụng trí óc để kiếm tiền một cách thông minh. Họ biết cách vận dụng kiến thức để suy nghĩ, phân tích vấn đề, quan sát nhu cầu cảm xúc, duy trì giá trị của người tiêu dùng bởi vậy việc kinh doanh của người do thái dường như rất thuận lợi vì đánh trúng tâm lý người tiêu dùng thu về lợi nhuận rất lớn năm không ngại đầu tư người do thái đề cao đức tính tiết kiệm nhưng họ không quá coi trong việc tiết kiệm việc chi tiêu hợp lý thông minh để tiền đẻ ra tiền là một đặc điểm đáng lưu ý của người do thái chỉ cần là cơ hội kiếm tiền người do thái sẽ không ngần ngại thử đầu tư vì vậy nếu bạn muốn thu được lợi nhuận cao bạn phải sẵn sàng đầu tư mạnh mẽ để tích lũy tài sản thì mới có cơ hội phát triển sự nghiệp 6. Thời gian như vàng, đừng đánh cắp thời gian, đó là phương châm ứng xử và kiếm tiền của người Do Thái trên thương trường. Đối với họ, thời gian cũng là tiền bạc, giá trị. Họ sẽ không lãng phí một phút giây nào trong kinh doanh bởi thời gian luôn đi kèm những cơ hội. Đi trước một bước, chủ động và luôn có kế hoạch ứng phó với những thay đổi thì chắc chắn bạn sẽ thắng lợi trong kinh doanh. 7. Dựa vào thông tin để nắm bắt cơ hội. Trong thế giới kinh doanh, thông tin là quan trọng nhất. Người Do Thái rất coi trọng việc thu thập thông tin trong cạnh tranh kinh doanh. Điều này khiến họ nổi tiếng là người nắm rõ thông tin, một khi có cơ hội kiếm tiền, họ sẽ không bao giờ để tuột mất. Vì vậy, chúng ta nên tìm kiếm thông tin từ nhiều kênh khác nhau và có được thông tin chính xác để hành động nhanh chóng và nắm bắt cơ hội. 8. Chính trực là nền tảng. Người Do Thái quan tâm nhiều nhất đến hợp đồng trong kinh doanh. Khi làm ăn, người Do Thái không bao giờ nhượng bộ, nhưng dù thua lỗ lớn cũng phải tuyệt đối chấp hành. Người Do Thái không bao giờ vi phạm giao ước, nhưng họ thường khéo léo thay đổi để đáp ứng được công việc của riêng mình mà không vi phạm giao ước. Bởi vì trong thế giới kinh doanh trong mắt người Do Thái, vấn đề mấu chốt không phải là đạo đức hay trái đạo đức, mà là tính hợp pháp hay bất hợp pháp. Vì vậy, cạnh tranh trên thị trường cũng cần dựa trên sự trung thực, tuân thủ luật chơi, thiết lập quan hệ đối tác tin cậy lẫn nhau, dùng sự chân thành để gây ấn tượng với khách hàng và giành lấy thị trường. Ngày 9, linh động trong việc phối hợp mọi lĩnh vực như nhà kinh tế học người do thái đã nói mọi thứ đều có thể vay được bạn có thể vay tiền tài năng công nghệ và trí tuệ thế giới có sẵn tất cả các nguồn tài nguyên bạn cần tất cả những gì bạn phải làm là thu thập chúng và sử dụng trí tuệ của mình để kết hợp chúng một cách hợp lý người do thái ngồi chơi cũng giàu có bằng quy tắc ngược đời đừng vội kiếm tiền khi tay trắng hãy đầu tư năm điểm này một trong những cách kiếm tiền khôn ngoan nhất đó là tiêu tiền để đổi lấy thứ phi vật chất cho đến nay, người Do Thái được mệnh danh là dân tộc thông minh nhất thế giới. Theo thống kê, người Do Thái chỉ chiếm khoảng 0,2% dân số thế giới, nhưng lại nắm trong tay hơn 30% lượng tài sản trên toàn thế giới. Không chỉ trong giới kinh doanh, người Do Thái đều có những thành tựu nổi bật trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Có thể kể đến những cái tên như vua hài kịch Charlie Chaplin, nhà vật lý học Albert an Einstein, họa sĩ Pablo Picasso, nhà tư tưởng học Karl Zweinix. Trong số 680 người đoạt giải Nobel giai đoạn từ năm 1901 đến năm 2001 có đến 128 người là người Do Thái, chiếm tỷ lệ 20%. Tỷ lệ đạt giải thưởng của người Do Thái được ước tính cao gấp hơn 100 lần so với các dân tộc khác. Châm ngôn của người Do Thái khi giáo dục con cái là khi gặp tai họa thì có thể vứt bỏ mọi thứ nhưng trí tuệ thì không. Điều đó có thể cho thấy rằng người Do Thái ý thức rất rõ về tầm quan trọng của trí tuệ một trong những điều đáng ngưỡng mộ nhất ở người do thái là tư duy làm giàu độc đáo họ tin rằng chỉ có sử dụng trí tuệ để kiếm tiền mới thực sự là cách làm giàu nhanh nhất đối với dân tộc này khi tay trắng trước hết hãy làm những điều này để tiền đẻ ra tiền một tránh xa những người tiêu cực đối với những người muốn trở nên giàu có thì vốn quý nhất chính là thời gian càng muốn làm giàu bạn càng phải biết tận dụng thời gian đó là lý do vì sao bạn nên tránh xa những người lôi kéo cản trở và làm bạn kiệt quệ trong cuộc sống cụ thể có sáu kiểu người bạn nên tránh xa những người hay phàn nàn những người không giữ lời hứa những người không có ý thức về thời gian những người quan tâm đến mọi thứ những người ích kỷ những người không biết ơn hai phá vỡ những quy tắc sơ cỗ người do thái được mệnh danh là những người kiếm được nhiều tiền nhất dù họ bán ớt bán đậu hay thậm chí là bán ngỗng thì đều có điểm chung đó là lối tư duy phá cách ngày nay mọi người thường bị ràng buộc bởi những suy nghĩ đã được học từ trước nếu phải thay đổi cách làm họ không biết phải làm thế nào để đạt được thành tựu nghề nghiệp hoặc thậm chí là trì trệ có câu nói người có tiềm năng sẽ biết thay đổi những người biết ứng biến linh hoạt có thể đạt được những kết quả khác nhau cho dù họ làm trong ngành gì bởi vì họ sẽ không bị ràng buộc bởi những quan niệm truyền thống từ đó họ sẽ thử các phương pháp mới và tạo ra những bước đột phá vì vậy nếu bạn không muốn bị trì trệ thì bạn phải thoát ra khỏi lối tư duy cũ và làm cho ý tưởng của bạn mới mẻ hơn chính vì điều này mà người do thái đã có thể tồn tại qua hàng nghìn năm mà không ngừng phát triển ngày ba đừng tiết kiệm tiền ăn mặc chi phí cho thực phẩm và quần áo là nền tảng hạnh phúc của một người nó quyết định nhận thức cơ bản nhất của một người về tiền bạc cuộc sống từ nhỏ sẽ ảnh hưởng không ít đến tương lai của một người nếu đứa trẻ lớn lên trong cảnh khó khăn mọi thứ họ làm đều theo định hướng tiết kiệm do đó để có tương lai rộng mở hơn bạn cần rèn luyện thói quen cho bản thân cũng như thế hệ mai sau từ sớm chi tiền cho những nhu cầu hàng ngày có chừng mực chính là yếu tố cốt lõi. 4. Biết cách tiêu tiền để xây dựng mối quan hệ. Nhiều người nghĩ rằng tiền phải được tiêu ở nơi có thể nhìn thấy được, nếu không sẽ rất lãng phí. Nhưng đó không phải là sự thật. Trong cuộc sống thực có những thứ không thể nhìn thấy hay chạm vào được nhưng có thể là bước đệm trên con đường thành công hay giàu có của bạn. Đó là tài sản vô hình tiềm tàng, nếu không có, dù bạn có quyền lực đến đâu vẫn rất khó để có được của cải những tài sản này gói gọn trong hai từ mạng lưới nhìn vào những người thành công hầu hết họ không được ngậm thìa vàng từ khi sinh ra thành công của họ gắn bó chặt chẽ với sự tích lũy các mối quan hệ sức mạnh của một người luôn có giới hạn và chúng ta không tồn tại biệt lập chúng ta thường cần sức mạnh của người khác để hoàn thành nhiều việc mạng lưới các kết nối là tài sản vô hình quý giá nhất muốn giàu có và thành công thì phải học cách suy nghĩ như người giàu năm đừng để khó khăn hạn chế tư duy rõ ràng tâm trí của chúng ta là có hạn một khi bạn có ý tưởng tiết kiệm tiền trong tư duy của bạn tràn ngập việc tiết kiệm tiền khó khăn là cái bẫy hạn chế trí tưởng tượng của một người bởi vì ưu tiên của bạn trong mọi trường hợp đó là làm thế nào để tôi có thể tiết kiệm tiền do đó bạn không có không gian để nghĩ về việc kiếm tiền thực tế khó khăn thực sự chỉ là một tấm gương ánh xạ tất cả những suy nghĩ của bạn ra ngoài theo xu người do thái có ba lối tắt để nhanh chóng thành công tư duy giúp tiền để ra tiền của dân tộc giàu số một thế giới nhiều người nghĩ rằng không có con đường nào để kiếm tiền nhanh chóng và đi trước người khác, nhưng trên thực tế, nếu không có một con đường đúng đắn, sau 8 năm, 10 năm chờ đợi, cơ hội vẫn chưa xuất hiện, thu nhập không tăng, thời gian trôi qua vô ích, thực sự không có lối đi tắt nào trong cuộc sống. Đối với người do thái, chỉ có người kém cỏi mới không đi đường tắt, muốn nhanh chóng thành công nên tìm cho mình một lối đi nhanh nhất. Họ không lãng phí thời gian để chờ đợi cơ hội, họ tự tạo ra chúng. Tuy chỉ chiếm 0,5% tổng dân số thế giới nhưng người Do Thái lại sở hữu tới 35% của cải thế giới. Điển hình là gia tộc rót chiêu với tài chính hùng mạnh nhất thế giới chính là dân tộc Do Thái. Hay một nửa trong số 40 người đứng đầu bảng xếp hạng người giàu nước Mỹ của Pháp là người Do Thái. Hơn nữa, nhiều người giàu nhất thế giới cũng là người Do Thái. Người Do Thái cho rằng, người khác có thể làm điều gì đó trong 10 năm, thì chúng ta hoàn toàn có thể làm được trong một hoặc hai năm bằng cách tìm ra đường tắt. Nếu là bạn, bạn có chọn đường tắt không có ba con lối đi tắt được những người giàu do thái áp dụng sau đây lối tắt kiếm tiền sự khác biệt giữa quan niệm về tiền của người do thái và người bình thường là họ không chỉ dừng lại ở việc làm việc chăm chỉ làm công để kiếm sống bởi vì tiền lương nhận được không đáp ứng được nhu cầu chi tiêu trong cuộc sống vì vậy họ không chỉ nhận lương chết họ kiếm tiền bằng nhiều cách khác nhau trước hết bạn phải thay đổi quan niệm về tiền bạc bắt đầu tiếp xúc mật thiết với tiền bạc hình thành thói quen tiết kiệm và lập kế hoạch chi tiêu dần dần bạn sẽ biết khoản tiền nào là cần thiết và nên chi tiêu như thế nào. Tiếp theo, hãy tích hợp nguồn lực, đầu tư và quản lý tài chính, làm đa dạng kênh thu nhập. Ngoài việc nhận mức lương cố định như những người khác, bạn vừa tiết kiệm tiền, cùng lúc đó kiếm tiền từ nhiều kênh khác nhau. Như vậy, trong cùng một khoảng thời gian, bạn kiếm được nhiều tiền hơn người khác. Lối tắt tư duy Trong khi người bình thường thực hiện 10 giao dịch, người do thái có thể kiếm được gấp 10 lần họ. Bí quyết của họ chính là làm việc với người giàu. Điều này có thể giải thích rằng, hầu hết tiền trên thế giới đều nằm trong tay những người giàu có, một giao dịch với người giàu có thể gấp 10 lần so với làm ăn nhỏ. Nói về kinh doanh, người do thái nghĩ cách làm thế nào để kinh doanh có lãi hơn. Đây là sự khác biệt trong tư duy, họ luôn tìm cách kiếm tiền của cả thế giới đồng thời cũng nghĩ về việc không để người khác kiếm tiền của mình. Do vậy, người do thái không tiêu tiền vào những thứ không thực tế để hạn chế thất thoát tài sản, lối tắt xã hội. Có người không học thức cao, năng lực không nổi trội, không xuất thân giàu có nhưng lại có địa vị và thành công. Dựa vào đâu? Chính là năng lực xã hội. Trong xã hội hiện đại, rất khó để làm mọi thứ một mình. Nhiều việc sẽ trở nên dễ dàng hơn nếu ai đó giúp đỡ bạn. Nhiều người hiểu sai về giao tiếp xã hội, cho rằng giao tiếp xã hội chỉ là xu nịnh. Giao tiếp không yêu cầu bạn phải tâng bốc hay nịnh hót những người giàu có, mà là để tìm những người cùng chí hướng, hợp tác với nhau và để mỗi người phát huy thế mạnh và bổ sung cho nhau ví dụ bạn biết rõ về truyền thông nhưng không nắm rõ lịch sử ngược lại bạn bè của bạn biết rõ về các sự kiện lịch sử nhưng lại không biết về truyền thông như vậy hai bạn có thể làm việc cùng nhau để tạo một trang truyền thông lịch sử cho chính mình và điều này có thể được thực hiện chỉ trong thời gian ngắn điều này được gọi là tích hợp tài nguyên đây cũng là một cách tận dụng nhiều nguồn tư duy để kiếm tiền là một con đường tắt giúp bạn sớm tìm đến thành công vì vậy thành công không phụ thuộc vào tiền bạc hay xuất thân mà phụ thuộc vào tư duy có tư duy bạn mới có thể tìm ra hướng đi đúng đắn để sớm thành công theo tuti a